Android, một hệ icon. Đây là một trong những icon mới được bổ sung trong big update ngày hôm nay. Chúng ta có cả DD Robba, Android hay kẻ dị biệt Garincha của Brazil. Ở đây thì gà rán đã cho tôi mượn Android để test thử. Tôi sẽ review cho anh em xem. Vị trí ST thì Android có chỉ số là 107. Ông quốc tịch Anh, mức lương 24, chiều cao 1m75, cân nặng 73 kg, thể hình trung bình, chân thuận 4-5, trái 4 và phải 5. Kỹ thuật 3 sao, chỉ số vận gốc, mà tốc độ, bấm bóng. Ở vị trí ST thì Android có điểm mạnh, đó là khả năng dứt điểm 115, khả năng chọn vị trí 113. Tiếp theo đó là khả năng giữ bóng, tốc độ, khả năng tăng tốc, lực sút, khả năng đánh đầu, khả năng sút xa, volley. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy rằng Android cũng có khéo léo, khả năng thăng bằng cao, sức mạnh 96 và thể lực là 101, có thể chạy trong 20 phút trên sân. Khả năng nhảy 89 và sức bình tĩnh là 91. Khi để Android ở vị trí ST thì các bạn để chiến thuật đơn như sau: công 3, thủ 1, sẽ nách, tuyến phòng thủ, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ vào một trận xếp hạng. Henry là huyền thoại của câu lạc bộ Arsenal. Khi anh chuyển tới Arsenal vào năm 1991 với mức phí 2,5 triệu bảng, một mức phí kỷ lục thời bấy giờ của câu lạc bộ. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của các câu lạc bộ thì Android đã thi đấu 501 trận và ông đã có tới 239 bàn thắng. Một tỷ lệ ghi bàn rất cao, trung bình cứ một trận, hai trận thì ông nổ súng một lần. Và đội tuyển quốc gia Anh thì Android đã có tới 9 bàn thắng. Điểm mạnh của Android chính là khả năng dứt điểm cực kỳ sắc bén, một khả năng ghi bàn thiên tài. Chính vì khả năng ghi bàn xuất sắc vậy nên Ian Roy đã giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, vô địch Cúp Liên đoàn, vô địch Cúp FA và đặc biệt là vô địch Winner UEFA Champions League Cup. Ông sinh năm 1963, tức là thuộc về thế hệ của bố mẹ chúng ta, cho nên sẽ rất ít người biết tới Ian Roy. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu thì Ian Roy tham gia nghiệp huấn luyện viên và cũng là thành viên của những cây bút tờ báo thể thao đài truyền hình hàng đầu về nội dung thể thao bóng đá. Và ông làm rất tốt những điều này cũng như trên sân cỏ vậy. Với một thể hình chiều cao chỉ là 1m73 và sức bật nhảy ở mức trung bình khá thì 09 không phải là điểm mạnh của Ian Roy. Tuy nhiên cũng giống như thiên tài Messi thì Ian Roy trong những tình huống có thể bật rất cao để tận dụng những pha tình huống ghi bàn bằng đầu. Khả năng đánh đầu của Android là ở mức trung bình. Tuy nhiên ông rất mạnh ở khả năng dứt điểm, cực kỳ sắc bén, đặc biệt là bằng chân thuận của mình. Với thể hình nhỏ con nên Android chạy tương đối nhanh. Khả năng chọn vị trí tốt,
giúp cho việc di chuyển của ông trên sân cực kỳ thông minh. Ian Wright luôn có mặt ở những vị trí nhạy cảm và có cơ hội ghi bàn để đón nhận đường chuyền từ tuyến dưới. Và sau đó ông có thể tung ra những cú dứt điểm với lực sút căng và hiểm hóc. Inrai thích hợp với những sơ đồ tấn công kiểu phòng ngự phản công hoặc tấn công pin tốc độ cao, phòng ngự phản công. Một thể hình nhỏ con và thấp bé không là vấn đề đối với Ian Roy trong thời kỳ ông thi đấu, với sự sắc bén trong khả năng săn bàn của mình. Đã có những trận đấu quan trọng Ian Roy đã ghi tới hat-trick, ghi tới 3 bàn thắng trong một trận đấu. Điều đấy để nói lên khả năng săn bàn thiên tài của Ian Roy, khả năng đỡ bóng bước một rất nhạy cảm, khả năng tăng tốc và tốc độ cực kỳ nhanh và khéo léo. Ian Wright không phải là mẫu tiền đạo thiên về sức mạnh và cơ bắp. Ông là mẫu tiền đạo nhanh nhẹn và thi đấu bằng đầu óc nhiều hơn. Mặc dù được đặt ở vị trí ST nhưng Ian Wright thường có xu hướng lệch dạt pin để phát huy tốt khả năng tăng tốc của mình, cũng như nhiều chỉ số chuyền ngắn hay chuyền dài của Ian Wright cũng rất tốt, giúp ông có thể tạo ra những đường kiến tạo cho các tiền đạo hoặc các tiền vệ tấn công ghi bàn. Không những đóng vai trò săn bàn mũi nhọn, Ian Wright còn có thể tham gia những tình huống tổ chức của hàng tiền vệ, giúp đội bóng tạo nên sự chắc chắn cũng như sự sắc bén trong từng đường phản công. Ian Wright dứt điểm bằng chân trái sẽ không tốt bằng chân phải. Vậy trong một số tình huống các bạn nên để Ian Wright dứt điểm bằng chân phải là chân thuận của ông. Khi các bạn để Ian Roy thi đấu thì nên để ông đá cặp với một ST tô cao khỏe mạnh, kiểu như Ibra hoặc Lukaku. Họ có điều kiện có thể sắm cho mình một icon Didier Drogba. Khả năng đọc vị trí và nhãn quan tốt, cùng với khả năng hoạt động tích cực nhờ nguồn thể lực dồi dào. Ian Wright đến với bóng đá tương đối muộn, khi mà ở độ tuổi 22 ông mới bắt đầu được ra sân ở câu lạc bộ tầm trung. Tuy nhiên thì như chúng ta có câu nói càng đá càng hay, hoặc tài năng thì sẽ luôn tỏa sáng ở mọi thời điểm. Điều đó đúng với Ian Wright khi mà sau khi khởi động tương đối chậm chạp như vậy, nhưng Ian Wright lại
thành công rực rỡ vô cùng và có tên trong danh sách những huyền thoại bóng đá của nước Anh. Danh hiệu Android gắn liền với thành tích ở câu lạc bộ nhiều hơn là ở đội tuyển. Và ông đã từng giành danh hiệu vua phá lưới của giải Ngoại hạng Anh với 29 bàn thắng trong một mùa. Trong 7 năm khoác áo Arsenal thì Ian Wright đã ghi tới 179 bàn. Ngoài ra ông có kinh qua những câu lạc bộ khác. Thời kỳ đỉnh cao của Android là gắn liền với Arsenal. Bóng có rất nhiều fan hâm mộ trên thế giới. Có lối chơi bần bật ngắn và phong cách phối hợp nhuần nhuyễn. Sau này đã được giáo sư Arsène Wenger tạo nên một thương hiệu của Arsenal. Dụ Ian Roy thì các bạn nên tránh để tiền đạo này tông hút trực tiếp với những hậu vệ có cao, giàu sức mạnh. Đàn ông sẽ yếu thế hơn. Huấn luyện viên có lối chơi bàn bật sẽ cực kỳ phù hợp với Ian Roy. Ta sẽ có thêm một trận để trải nghiệm về huyền thoại này. Trận đấu đầu tiên thì chúng ta đã được thấy khả năng di chuyển linh hoạt của Ian Roy cũng như về lịch sử của ông. Nhưng mà điều chúng ta cần chính là những bàn thắng của Ian Roy. Cảm giác như nó vẫn dính handicap hay sao?
Đối với những huấn luyện viên chơi tay cầm thì khả năng của ấy nó sẽ mượt hơn là chơi bàn phím. Ngoài mùa giải UEFA Champions League thì ta đã được bổ sung thêm những icon chất lượng, đặc biệt là sự xuất hiện của Didier Drogba, người được mệnh danh là voi rừng. Với chỉ số chứng mạnh lên tới 118. Rất nhanh. Không được. Một tình huống dứt điểm. Android. Có tài năng của De Gea mới cứu thua được trong bàn thắng vậy, trong tình huống như vậy thôi. Tăng tốc. Rất khó khi cầm Ian Wright đối chọi với những hậu vệ có sức mạnh. Vậy các bạn thấy là Android lùi rất sâu để hỗ trợ cho hàng công. Tình huống việt vị với Android.
Android thể hiện được là tương đối nhạt nhòa. Và tiền đạo này thường rất hay bị dính bẫy việt vị. Rất hay rơi vào bẫy việt vị. Ngoài khả năng sức mạnh là điểm yếu thì việc tiền đạo này rất hay rơi vào thế việt vị. Là một điều nhược điểm của Android. Rẻ tiền đạo này phù hợp với sơ đồ chạy cánh hơn là thủ chạy cánh hơn là đá vị trí tiền đạo ST. Phát huy được cái sự nhanh nhẹn của Android. Rất khó để tung ra một pha dứt điểm. Điểm mạnh của Android chính là sự nhanh nhẹn và khéo léo của mình.